Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Hoa Thời Trang. Trong video ngày hôm nay, Hoa Thời Trang xin giới thiệu với tất cả các bạn. Set bộ đồ áo sơ mi cổ tròn kết hợp với váy ngắn xếp ly rất đẹp luôn ạ. Với tông màu trắng đây của chúng ta được thiết kế là cổ tròn nhé. Với hàng khuy cúc này, 5 khuy cúc rất đẹp luôn ạ. Được cắt theo dáng 7 thân ạ. Rất eo ả thon gọn luôn ạ. Tay của chúng ta là bồng trên buông dưới, dưới rất thoải mái luôn ạ. Chúng ta có thể kết hợp với chân váy ngắn hay chân váy dài, quần tây đều rất ok ạ. Áo này của chúng ta rất tiện lợi luôn ạ. Chúng ta có thể đóng thùng cũng được, hoặc là chúng ta có thể bỏ buông ra thế này cũng rất đẹp luôn ạ. Kết hợp với quần tây hay váy dài, váy ngắn, quần ống rộng đều rất đẹp luôn ạ. Chất vải của chúng ta là chất vải co giãn dễ chịu, thấm hút mồ hôi, không nhầu, không bay xù và rất thoải mái khi diện chúng cả ngày luôn ạ. Bộ này của chúng ta có thể mặc đi công sở này, đi du lịch này, hay hội họp này, hay ăn cưới tiệc tùng này, tất cả các sự kiện chúng ta mặc đều rất phù hợp luôn ạ. Form dáng chuẩn chỉ, đường may sắc nét. Nào, tất cả các bạn hãy nhanh tay xin về cho mình những bộ đồ vừa vặn ưng ý nhất đi ạ. Cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi kênh của Hoa Thời Trang. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, những mẫu mốt mới nhất của mình. Hoa Thời Trang xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.